hội chúng đương thời liền thấy mọi thứ trang nghiêm y chánh của thế giới Cực Lạc, là thấy chánh báo A Di Đà Phật công đức nguy nga, tướng tốt chói sáng, thánh chúng vây quanh, giống như Tu Di Sơn Dương nổi lên giữa biển. Tu Di tiếng Ấn Độ, đây là một đơn vị trong thế giới, ngọn núi cao nhất. Nói đầy đủ là Tu Di Lô Sơn Dương. Tu Di Lô chúng ta gọi là Tu Di Sơn. Người Trung Quốc thích đơn giản, là một trong những 10 ngọn sơn dương. Kinh Phật có nói 10 ngọn núi lớn, núi Tu Di đứng đầu. Núi này không giống đất đá thế gian. Ở đây nói không phải núi đất đá của thế gian, toàn do bốn thứ châu báu tạo nên. Nên nói không có tạp uỷ, những hình dáng khác toàn là châu báu trang nghiêm. Núi Tu Di là trung tâm một tiểu thế giới. Trung tâm của một đơn vị thế giới, ngày trước có một số người nhầm lẫn núi Tu Di là núi Himalaya, là dãy núi cao nhất thế giới. Trong kinh Phật thường gọi là núi tuyết, núi tuyết mới là núi Himalaya, không phải núi Tu Di. Núi Tu Di không có trên quả đất. Kinh nói rất rõ ràng, mặt trời mặt trăng xoay quanh triền núi Tu Di, xoay quanh giữa núi Tu Di. Ngày nay các nhà thiên văn học cho chúng ta biết, mặt trời mặt trăng thật sự xoay quanh dải ngân hà. Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Niệm Lão đã đề cập đến vấn đề này trong kinh. Bởi thì ông nói với tôi, đơn vị thế giới trong kinh Phật nói, trên thực tế hiện nay là dải ngân hà của nhà thiên văn phát hiện ra. Một dải ngân hà là một đơn vị thế giới. Một ngàn dải ngân hà hợp thành mới gọi là một tiểu thiên thế giới. Lấy dải ngân hà làm đơn vị, một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Như thế một ngàn nhân một ngàn rồi nhân một ngàn là bằng 10 ức. Bởi thì một đại thiên thế giới là 10 ức dải ngân hà.
Đây thông thường là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Quý vị thành Phật rồi, thành Phật, phạm vi giáo hóa chúng sanh của quý vị rộng bao nhiêu? Nhỏ nhất là một tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên là tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Nói cách khác, phạm vi nhỏ nhất là 10 ức giải ngân hà. Khu vực giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni ứng thân diệt độ trên địa cầu này. Nhưng chân thân của Ngài không diệt độ, chân thân bất sinh bất diệt. Ứng hóa thân trải khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, trong rất nhiều tinh cầu. Cách nói này rất hay.